các bạn nha. À, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn Destination C1 C2, review unit 15, 16 các bạn nha. Ở à, cái phần đầu tiên nè, đây chính là word form và tài liệu của thầy đã uh, ghi đầy đủ cho các bạn cái danh sách word form này và cũng như uh, những cái mục khác các bạn nha. Là phrase verb collocation. Ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm luôn. Thì trong câu số 1 các bạn. Đây chính là word form trong cái bài đọc nha. À, đem cái căn nhà theo với bạn nha. Thì đối với hầu hết chúng ta, cái gì đó các bạn là một cái kết cấu vĩnh viễn, vĩnh cửu. Cái gì các bạn? Thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là một cái danh từ. Nó mang ý nghĩa là nhà ở các bạn nha. Rồi, nhà ở của chúng ta. Thì danh từ của cái từ Resign này, các bạn sử dụng cho thầy là cái từ Residence là CE các bạn nha. Rồi là chữ này là ở à, cái chỗ ở của chúng ta là nhà ở của chúng ta là chữ này. Thầy chúc mừng bạn thân tôn Quỳnh Hương và bạn Hảo nha. Rồi thì dù cho nó là một cái căn hộ hoặc là một cái dinh thự thì cái gì của chúng ta các bạn không được xây dựng để di chuyển thì có nghĩa là cái khu vực sống xung quanh của chúng ta không được không thể nào. mà được xây dựng để di chuyển. Thì chỗ này các bạn sử dụng cho thầy một cái danh từ chính là khu vực sống xung quanh, đây chính là surroundings các bạn nha. Rồi, một cái danh từ. Và bạn nào sử dụng số nhiều thì mới đúng nha. Chúc mừng bạn Quỳnh Hương, bạn thân tôn. Thì đối với những người, cái người mà thích một cái phong cách sống di động các bạn là di chuyển nhưng mà muốn gì đó hơn một túp lều có thể mang lại. Thì ý người ta nói rằng chỗ này bạn cần một cái danh từ nhưng mà muốn cái sự rắn chắc các bạn nha. Thì danh từ của chúng ta chính là cái à, solidity các bạn nha. Rồi bạn nào mà solidity thì xin chúc mừng nha. Rồi muốn một cái sự chắc chắn hơn một túp lều có thể mang lại. Thì có một cái giải pháp về kiến trúc rất là à, hấp dẫn nha Rồi, đó chính là container các bạn Rồi, cái thùng chứa à, Cái container mà để vận chuyển hàng hóa Thì trong câu số 4 Trước một cái danh từ Các bạn sử dụng cho thầy Là một cái tính từ các bạn nha Và bạn nào sử dụng cho thầy à, Cái tính từ là architecture Thầy xin chúc mừng nha Rồi, chúng ta sẽ viết như thế này Các bạn lưu ý là ở trong phần uh, tài liệu của thầy Những cái phần quật form này Thầy đã liệt kê danh sách cho các bạn Rất là chi tiết luôn các bạn nha Rồi cái giải pháp về kiến trúc uh, Hấp dẫn nè Chính là cái container vận chuyển hàng hóa Chúc mừng thân tôn Quỳnh Hương Phạm Mắc uh, chúc mừng Châu Châu uh, Vân vân nha Rồi vân vân Thì những chiếc xe Container các bạn Những cái thùng chứa mà vận chuyển hàng hóa Là những cái hộp bằng kim loại lớn cái mà gì đó sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền thì trong câu số 5 này các bạn sử dụng cho thầy một cái người các bạn nha bởi vì người thì mới sử dụng được ở đây các bạn sử dụng cho thầy là nhà sản xuất các bạn ở đây chính là menu A factor R nha và bạn nào mà không thêm s vô là không đúng các bạn nha bởi vì bạn thấy rằng ở chúng ta có cái động từ số nhiều ở phía sau. Thì nhà sản xuất, sản xuất những cái thùng container vận chuyển hàng hóa với mục đích là vận chuyển hàng hóa các bạn. Chứ không phải để ở đâu. Rồi, nhưng mà người ta dùng nó để ở. Thì một trong những cái thùng container có thể tạo thành cái nhu cầu cơ bản của một cái chỗ ở gì đó rất là đáng ngạc nhiên. Thì câu số 6 ở đây bạn có cái từ là traveling nè, là cái việc ở và nó là danh từ và trước danh từ các bạn cần điền tính từ. Và chúng ta có tính từ của cái từ space. Ở đây bạn chọn thầy cái từ là rộng rãi nha. Bạn nào chọn cái từ rộng rãi. Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, đây chính là space shot nè. Thầy chúc mừng bạn Phạm Max, bạn Phạm Học, bạn Châu Châu và vân vân nha. Rồi, bạn Quỳnh Hương, bạn Thân Tôn, bạn à, vân vân. Rồi, đây chính là spacer các bạn. Chỗ ở rất là rộng rãi. Đáng ngạc nhiên. Rồi, đúng là rộng rãi thật các bạn nha. Và một cái mà có thể dễ dàng để mà di chuyển tới những cái khu vực khác của thế giới thì nó dễ dàng thiết kế nội thất bên trong. Những cái bảng gỗ nè có thể được sử dụng để mà tách biệt những cái khu vực để mà làm cái gì đó các bạn. Thì chỗ này bạn nào chọn cái thầy là làm kệ nha rồi thầy xin chúc mừng bạn nào mà chọn cái thầy cái từ mà làm kệ các bạn nha thì chúng ta có cái từ sau các bạn đây chính là số ít và khi chúng ta nói làm kệ thì các bạn sử dụng cho thầy là số nhiều nha rồi à, bởi vì không thể nào mà có một cái kệ được ha ở đây chúng ta nói chung chung là làm rất là nhiều kệ nè hoặc bạn có thể biến nó thành verb in à, biến nó thành một cái danh từ mang ý nghĩa là À, kệ nha. Rồi, cái việc mà trang trí kệ, lắp ráp kệ. Thầy chúc mừng bạn nào dùng chữ này nha. Rất nhiều bạn luôn. Rồi, rất nhiều bạn, rất là xuất sắc. Thì khó hơn là cái việc bạn tạo ra cái gì đó, cái mà tất cả ngôi nhà cần để mà làm cho chúng gì đó. Thì trong câu số 8 các bạn. Trong câu số 8 này là một câu à, khó các bạn nha. Ở đây bạn có cái từ là structure là kết cấu, là cấu trúc. thì trong câu này người ta yêu cầu các bạn sử dụng một cái danh từ là cơ sở vật chất, rồi cơ sở hạ tầng. thì các bạn có cái từ cơ sở hạ tầng chính là infrastructure nha. bạn nào mà dùng cái từ infrastructure thì xin chúc mừng nha. cơ sở hạ tầng có nghĩa rằng điện đóm, à, nước nè và những cái bạn cần dùng để bạn ở các bạn. rồi chúc mừng bạn quỳnh hương bạn thân tôn nha rồi bạn quỳnh hương bạn thân tôn và rất nhiều bạn nha đã chính xác thì khó khăn hơn là tạo ra cơ sở hạ tầng cái mà tất cả những ngôi nhà cần để làm cho chúng có thể sống được các bạn bạn không thể sống nếu không có nước bạn không thể sống nếu không có điện thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy làm chúng có thể sống được đây chính là in nha rồi make something cộng adjective. Một số bạn dùng cái chữ này cũng đúng luôn các bạn nha. Rồi, đây chính là habitable nè. Còn nếu như mà phủ định của nó thì các bạn sẽ sử dụng với thầy cái từ in un nè, uninhabitable. Đó các bạn. Rồi, chúc mừng bạn Y Yến nè. Bạn Hảo nè, bạn Quỳnh Hương à, vân vân nha. Rồi, vân vân. Rồi bạn thân Tôn. Thì những cái sự kết nối với điện và nước các bạn nè rồi những cái sự kết nối điện nước cũng như những cái thùng container này thì không xa từ cái khu vực dân cư các bạn rồi không xa từ cái khu vực dân cư thì ở đây bạn có cho thầy là một cái khu vực dân cư thì cứ nhớ thầy khu vực dân cư là chữ này nha đấy các bạn ở à, chúng ta có cái từ là residential uh, nè đó cái khu vực dân cư rồi là chữ này à, miễn là bạn chuẩn bị sẵn sàng để thích nghi với những điều kiện mới thì nó có lẽ là rất là lý tưởng để uh, kết nối với những cái nguồn cung cấp địa phương uh, như là điện như là nước như là thực phẩm các bạn khi bạn di quyết định để mà di chuyển rồi uh, đơn giản là bạn gói ghém lại và sắp xếp cái nhà của bạn để mà nó được vận chuyển tới cái địa điểm mới uh, chúng ta đã xong phần work form uh, của cái unit 15 16 bạn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài khác các bạn nha. Ờ, chúng ta sẽ qua bài tiếp theo. Thì các bạn thấy rằng cái mô hình này các bạn ở trên ở thế giới rất là phổ biến nha. Thầy xem cái bộ phim, ở rất nhiều bộ phim các bạn có những cái khu nhà thế này luôn. Nguyên cái khu luôn các bạn, nguyên cái khu luôn. Đem để tới container rồi trang trí thành cái ngôi nhà. Thì chúng ta sẽ qua câu số 11 các bạn nha. Thì đây chính là ngữ pháp của bài số 16. Nhấn mạnh so sánh hơn nhấn mạnh so sánh nhất, nhấn mạnh so sánh bằng, tính từ ở cấp độ, tính từ không cấp độ. Thì câu số 11 các bạn, Alex thì thành công hơn ở trường à hơn cái người anh sinh đôi của mình. Thì trong câu này, ở đây bạn có chữ này và bạn có chữ này. Thì chữ nào sẽ so sánh hơn các bạn? Và thầy chúc mừng bạn nào à, sử dụng cái tính từ so sánh hơn các bạn nha rồi bạn nào chọn cái thầy uh, chữ này thầy xin chúc mừng nha rồi cái này là nhấn mạnh so sánh hơn và các bạn có chữ này là nhấn mạnh uh, so sánh nhất các bạn nha rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo là câu số 12. hai uh, các bạn cần xem lại cái phần lý thuyết của thầy nè đó, để biết được rằng cái nào nhấn mạnh so sánh hơn, cái nào nhấn mạnh so sánh nhất nha. Thầy thấy các bạn làm bài rất là nhanh luôn, nhưng mà thầy đi cứ đi từ từ nha. Rồi chúc mừng bạn thân Tôn nè, bạn Hảo nè, bạn Phạm Max nè, bạn Quỳnh Hương nha. Rồi làm rất là xuất sắc luôn, nhưng mà thầy cứ đi từ từ các bạn nha. Ở đây thì bạn có cái từ là like. Đó, like. Thì có từ like thì bạn cứ chọn thầy là nothing like cộng so sánh bằng. Đó. Thì nó không có cái gì các bạn. Rồi, nóng ngày hôm nay bằng ngày hôm qua có nghĩa rằng à, hôm nay hỏng nóng bằng ngày hôm qua. Ý là vậy các bạn nha. Rồi cứ nơ trên like cho thầy. Còn ở trong câu này các bạn, ở trong câu này người ta cho các bạn là nowhere. Rồi, nowhere thì các bạn sử dụng cho thầy là nowhere near các bạn. Thì cái show diễn vừa rồi hỏng bằng hỏng tốt bằng cái show diễn này. Rồi rất là cách xa các bạn, rất là cách xa nhau. Show diễn kia nó hay hơn số diễn này rất là nhiều. Trong phần lý thuyết ở unit 16 thầy có nói các bạn cực kỳ rõ phần này nha. Thầy chúc mừng bạn Quỳnh Hương, bạn à, anh Khôi nha. Rồi bạn Hảo thật đấy này bạn thân tôn nha. Thầy sẽ qua câu số 14. Thì bạn phải làm việc chăm chỉ các bạn. Rồi chúng ta chỉ ôn lại thôi. Chữ này là làm việc chăm chỉ nè, chữ này vừa tính vừa trạng, còn chữ này là trạng từ, nghĩa là hầu như không trả hợp nghĩa. Nếu bạn muốn để đậu kỳ thi vào tháng tới nha. Thầy sẽ qua câu số 15 Thì tôi nghĩ rằng cái buổi hòa nhạc này uh, Khá là phi thường Khá là tuyệt vời các bạn Thì trong câu số 15 Ở đây bạn có một cái tính từ các bạn Bạn có một cái tính từ Là phi thường Cái chữ này Thì cái chữ này các bạn Bạn có cái tính từ này Người ta sắp xếp là treble các bạn nha Rồi có nghĩa rằng tính từ Không có cấp độ Mà không có cấp độ thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy cái từ quite này các bạn nha. À, các bạn đem cái phần unit 16 ra. À, buổi trước thầy hướng dẫn rất là chi tiết luôn các bạn. Rồi đây chính là tính từ incredible. À, chúng ta sẽ sử dụng cái chữ này. Đó, học thuộc cho thầy. Chứ hết cách rồi. Còn câu số 16 các bạn. Càng nhanh bạn cầm là càng làm việc. Càng sớm bạn càng hoàn thành. Thì đây chính là cấu trúc càng càng. Thì nó sẽ có hai chữ đờ các bạn nha. Rồi, hai chữ đờ chúc mừng bạn Quỳnh Hương, bạn Phạm Học, bạn Hảo thật đấy nha và vân vân nè. Rồi vân vân. Thầy sẽ qua câu số 17 các bạn. Thì chúng ta tìm kiếm một cái con chim. À chúng tôi thấy một cái con chim bị bệnh và chúng à, tôi đã chăm sóc nó khỏe lại trước khi nó à, trước khi mà chúng tôi gì đó nó. Thì ở đây bạn có cái từ set nè, bạn có something, chỗ này bạn chọn thầy là free các bạn nha. Rồi chúng tôi thả nó di chuyển tự do Rồi thả nó tự do ở trong công viên các bạn nha Rồi các bạn chọn thầy cái từ là free à, Mang ý nghĩa là tự do nha Rồi những cái chữ này ở cái bài phía trước thầy có nói các bạn rất là nhiều à, Câu số 18 các bạn Thì cái buổi biểu diễn của Ice Skater cái người trượt băng nghệ thuật thì cái gì đó bớ phạt nè. Đây, bớ phạt. Và thẩm phán hoặc là cái người chấm điểm giám khảo đã cho họ điểm tối đa. Rồi, full là tối đa. Thì đây chính là một cái tính từ ungradable. Mà ungradable các bạn là tính từ không có cấp độ so sánh. Các bạn chỉ sử dụng được một số từ là bổ nghĩa cho nó mà thôi. Và cái list mấy bữa chúng ta đã học. Bạn nào chọn chữ này là đúng nha. Bạn Hảo nè, bạn Phạm Mắc, bạn Quỳnh Hương nha. À, xuất sắc. Thầy sẽ qua câu số 19 các bạn nè. Đây câu số 19. Thì không có sự thật. rồi không có sự thật phía sau những cái lời cáo buộc trong giới báo chí này. Và tôi sẽ gì đó hỏi ý kiến luật sư của tôi thì tóm lại trong câu này của chúng ta các bạn không có sự thật phía sau những cái cáo buộc này. Thì những cái cáo buộc à, trong báo chí ở đây là không có phải là sự thật, có nghĩa rằng không có cơ sở các bạn, không có cơ sở. Thì các bạn có co-location không có cơ sở, bạn có hai collocation các bạn nha. Một chỗ này các bạn sử dụng cho thầy là have nè và trong bài chúng ta ở trong kia người ta dùng thì hiện tại. Thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là thì hiện tại luôn là không có cơ sở các bạn nha. Còn nếu bạn nào mà viết á, là a without foundation cũng là một cái co-location khác và nghĩa tương tự nha rồi a nè uh, without uh, foundation nha thầy chúc mừng bạn anh khôi bạn thân tôn nha và vân vân bạn nào mà dùng uh, hiện tại mới đúng nha bởi vì câu chúng ta là ở thì hiện tại thầy sẽ qua câu số 20 các bạn nè rồi đây là câu số 20 thì bạn cần để mà quan sát Lauren một cách gần gũi các bạn để đảm bảo rằng cô ấy làm việc phù hợp đúng đắn. thì trong câu chúng ta quan sát ai đó một cách gần gũi có nghĩa là sao các bạn? có nghĩa rằng bạn sẽ có một cái collocation chính là keep nè, on nè, ai uh, nè, uh, on nè, rồi keep on I on. còn trong câu này các bạn, chúng ta nhấn mạnh các bạn cứ thêm trước cái danh từ uh, một cái tính từ và bạn nào mà keep Shop uh, sharp eye on. Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, bạn cần để mà quan sát gần gũi ở uh, một cách cẩn thận ai đó. Rồi, uh, chúc mừng rất rất nhiều bạn nha. Rồi, uh, bạn Hảo nè, bạn Hà Sĩ Phong, bạn Quỳnh Hương, bạn Thân Tôn. Thầy sẽ qua câu số 21 các bạn. Nó chỉ tốn chúng tôi một vài ngày để đến Milan. Chúng tôi đến Milan. Ở đây, nè, chỉ một vài ngày các bạn Câu chúng ta là chỉ một vài ngày Rồi đây, chỉ một vài ngày Thì chúng ta có một cái collocation Chúng ta có collocation các bạn Chính là in a matter of Rồi, chỉ là Rồi, một cái vấn đề của một vài ngày mà thôi Và bạn nào viết như thế này Thầy xin chúc mừng các bạn nha Rồi Chúng ta có in a matter of times days hour à, vân vân các bạn nha chúc mừng phạm mắt à, vân vân nha rồi thầy sẽ qua câu số 22 thì daniel không có được công việc bởi vì anh ta ít kinh nghiệm rất là nhiều so với hanan trong câu này người ta sử dụng là so sánh à, kém hơn người ta dùng cái chữ này bổ nghĩa các bạn nè rồi đây là so sánh à, kém hơn hoặc là không bằng người ta dùng chữ này bổ nghĩa và trong câu này các bạn người ta bắt buộc các bạn sử dụng cái từ là là điều thì bạn sẽ viết như thế nào thì chỗ này bạn sẽ dùng cái chữ bổ nghĩa khác bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi a gray nè a gray điều à, một số bạn không gray à, không bị giới hạn bởi từ gray thì bạn có thể dùng cái từ good nè. Rồi. Khi các bạn dùng là a great deal hoặc là a good deal thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng phía sau cho thầy một cái danh từ và ở đây chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn ở với cái danh từ đó các bạn nha. Rồi đây chính là more nè. Uh, experience rồi đen đó bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha đây là một danh từ các bạn rồi bởi vì đây chính là hết rồi à. ở à, đây chính là từ chỉ số lượng chúng ta sẽ qua câu số 23 thì cái sự cáo buộc là rằng thủ tướng làm cái câu phát biểu của mình ít à, forceful à, ít có ít phun các bạn có nghĩa rằng ít trầm trọng hóa hơn bởi vì uh, công chúng các bạn nha rồi bởi vì công chúng. Thì cái lời cáo buộc là rằng thủ tướng làm cái phát biểu của mình á là less forceful, tạm dịch là nói giảm nói tránh, không nói vào vấn đề bởi vì uh, công chúng các bạn nha. Rồi, áp lực của công chúng. Thì trong câu này thủ tướng bị cáo buộc ở đây bạn có cái từ là accuse các bạn thì các bạn sử dụng cho thầy là Off nè. Rồi, cái từ mà less forceful các bạn nó sẽ tương tự như một cái praise of verb mà chúng ta đã học. Chính là water ở uh, down nha. Còn trong bài này, water something down, something là cái gì? Something trong đây chính là his nè, uh, statement các bạn. Rồi, đau có nghĩa rằng không nói trực diện vào vấn đề. Uh, water down là nói giảm, nói tránh. Bởi vì uh, áp lực của công chúng. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha thì sẽ qua câu tiếp theo. Ở đây bạn có praise verb là water down. À, à, lãng tránh vấn đề, nói giảm, nói tránh, không đi vào trực diện nha. Rồi, à, à, có nghĩa rằng làm cái câu phát biểu của mình à, ít áp lực hơn nè, ít trực diện hơn. Thầy sẽ qua câu số 24 các bạn. Thì quyết định của hội đồng sẽ có ý nghĩa rằng à, cái con đường vòng trên cao bây giờ có thể được xây dựng. Thì sẽ có nghĩa rằng cái này có thể được xây dựng có nghĩa rằng chúng ta sẽ sử dụng cái collocation rồi làm suôn sẻ cho cái chuyện gì đó nha dọn đường cho cái chuyện gì đó thầy chúc mừng phạm mắt quỳnh hương thân tôn nha và vân vân thì ở đây các bạn sử dụng cho thầy là cái collocation là smooth này rồi smooth the way uh, for là dọn đường cho các bạn rồi hoặc là pay the way for là dọn chỗ cho dọn đường cho bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi tạo điều kiện thuận lợi cho cái con đường vòng ở trên cao được xây dựng rồi. chúng ta sẽ qua câu số 25 các bạn nha thì Wilson có quá nhiều tài năng đến nỗi rất nhiều câu lạc bộ khác nhau quan tâm anh ta thì trong câu số 25 này các bạn ở đây người ta cho các bạn chữ show có nghĩa rằng nó sẽ đi với dad này là quá đến nỗi nè mà chỗ này người ta cho các bạn một cái danh từ thì đây chính là cái cấu trúc mà chúng ta đã học. Ở câu trên người ta dùng thì hiện tại, chỗ này thầy sử dụng thì hiện tại luôn là is nè. Thầy tới chữ so. Chỗ này người ta dùng cái từ là player là danh từ. Thì chỗ này thầy sẽ sử dụng cấu trúc là so cộng tính từ là talented nè. Còn thầy sẽ tới cấu trúc ở trong cái lý thuyết của chúng ta các bạn chính là có cái article. Có article chúng ta dùng là so cộng tính từ cộng article cộng danh từ. Rồi tới dad các bạn nha. Bắt buộc phải có chữ ờ này. Đây chính là chữ quan trọng nè. Rồi, Wilson quá tài năng đến nỗi nha. Rồi, đây là cấu trúc. Chúc mừng bạn thân tôn bạn Quỳnh Hương bạn Phạm Max nha. Thầy sẽ qua câu số 26 các bạn. Thì cái rạp hát mới cực kỳ xấu và nó làm hỏng cái view của ngôi làng. Thì đây chính là cái idiom các bạn Đây chính là cái idiom làm hỏng cái view của ngôi làng Idiom của unit 16 mà chúng ta vừa mới học các bạn Rồi, một mới học á Thì idiom của chúng ta chính là ở uh, nè, plot các bạn nè Rồi, on the landscape nha Bạn nào viết như thế này Thầy xin chúc mừng nha Rồi, có nghĩa rằng Rồi, uh, có nghĩa rằng Đây chính là một cái điểm xấu trong một cái khung cảnh chung rồi, a uh, plot on the landscape, idiom các bạn. Rồi, một cái uh, điểm xấu của cảnh quan. Chúc mừng bạn Quỳnh Hương, bạn thân tôn. Uh, chúng ta sẽ qua câu số 27 các bạn nha. Rồi, của unit 16 nè, idiom. Thì vui lòng làm gì đó ở nhà. Trong khi chúng tôi có một vài đồ uống các bạn. Rồi, trong khi chúng tôi có một vài đồ uống. Thì đây chính là một cái... Idiom, ở đây hãy tự nhiên Trong khi tôi Lấy cho chúng ta Một ít nước uống Thì chỗ này Idiom của chúng ta sẽ là Hãy tự nhiên Như ở nhà Và bạn nào dùng cái từ yourself Số ít hoặc số nhiều Đều đúng các bạn nha Rồi Nếu bạn muốn vé Của trò chơi Bạn phải, rồi chúng ta có vì đó the mark Hành động ngay, hành động nhanh chóng Để có lợi thế Thì đây chính là quick of the mark Các bạn nha Rồi, idiom Của bài 16 chúng ta đã Làm Câu số 29 nha, chúc mừng thu thảo đổ thân tôn Quỳnh Hương nha Đừng có lo lắng Tôi sẽ ủng hộ bạn Dù bất kỳ chuyện gì Thì đây chính là collocation location No matter what Các bạn nha rồi, no matter what. Thầy sẽ qua câu số 30. Thì the home secretary các bạn. Thì tóm lại rằng đây chính là một cái tổ chức nha. Rồi, đây chính là một cái tổ chức các bạn. Hứa để mà stuff gì đó tội phạm. Thì đây chính là collocation. Tough on someone something. Là nghiêm khắc hơn. Rồi, nghiêm khắc hơn. Chúc mừng thân tôn Quỳnh Hương. Câu số 31 các bạn người phục vụ nói chúng tôi rằng món tráng miệng thì gì đó, cái mà rất là tuyệt vời. Thì chúng ta có Co-location miễn phí các bạn, do các doanh nghiệp tài trợ giống như là tea break đây chính là on the house. Rồi, on the house các bạn, là miễn phí nha, là free of charge. Câu số 32 các bạn, cái khách sạn nhìn rất là đẹp từ phía bên ngoài. Nhưng chúng tôi sớm nhận ra rằng nó chỉ là Rồi, được vẽ bề ngoài các bạn Rồi, nó chỉ được vẽ bề ngoài các bạn nha Thì chỗ này các bạn Các bạn chọn cho thầy Cái collocation là window tracing nha Rồi, chỉ trang trí bề, bề ngoài để thu hút thôi Còn bên trong thì cũng bình thường thôi Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn Là câu số 33 Thì âm nhạc đến từ nhà hàng xóm try someone gì đó nè. Rồi. Idiom các bạn. Rồi, try someone round the band. làm ai đó bị uh, crazy nha, bị điên tiết lên, bị khùng hơn. Chúc mừng Quỳnh Hương Phạm Mắc và bạn Thân Tôn nha. Thầy sẽ qua câu số 34 các bạn. Thì liệu Caron là một đầu bếp giỏi hay không thì nó là một cái vấn đề của gì đó. Theo cá nhân của tôi tôi học ấn tượng. Thì đây chỉ là vấn đề về suy nghĩ, về tư duy. Rồi, đây chính là opinion các bạn nha. A matter of opinion. Chỉ là vấn đề về ý kiến cá nhân thôi. Rồi, bạn có thể cho tốt. Nhưng mà tôi cảm thấy bình thường. Chúc mừng Quỳnh Hương Phạm Max nha. Thầy sẽ qua câu số tiếp theo các bạn. Rồi, đây chính là collocation nè. Thầy sẽ qua câu số 35. Thì ở đây bạn có chữ Prom Và chỗ này bạn thấy so sánh nhất Thì bổ nghĩa so sánh nhất Các bạn sẽ sử dụng cho thầy Cái từ là Far Prom Ờ trong đây chỉ có Far Prom Là đúng thôi các bạn nha Ờ uh, nó là chuyến bay Thoải mái nhất Mà tôi đã từng bay Thì cái sợi này có cái gì đó Rồi cái vải này có cái gì đó Của uh, Silk Sợi nhưng mà nó rất là rẻ các bạn uh, có cái gì các bạn có cái sự vuốt ve, có cái chất liệu, có cái sự ma sát, có cái kết cấu. Ở đây bạn chọn thầy là có kết cấu nha. Rồi, kết cấu. À, chúc mừng bạn nào mà chọn từ kết cấu nha. Rồi, à, vuốt ve, chất liệu, ma sát, lực ma sát, không đúng các bạn nha. Câu số 37 các bạn. Thì mùa đông này không gì đó bằng mùa đông trước. Thì ở đây bạn có cái từ so sánh bằng nha. Đó, đây chính là so sánh bằng. Thì những chữ nào sẽ đi với so sánh bằng trong những chữ này Bạn nào chọn câu C, thầy xin chúc mừng nha Đây chính là về cấu trúc Ở trong phần lý thuyết, người ta ghi rất là rõ Thầy chúc mừng Quỳnh Hương Phạm Mắc Thân Tôn Thầy sẽ qua câu số 38 các bạn Thì huấn luyện viên thể dục nói với chúng tôi để mà spread cái gì nè các bạn nè Rồi tóm lại đây chính là spread vậy đây Thì chữ này bạn chọn cái thầy Praise the verb là spread ao các bạn có nghĩa rằng dàn trải ra mỗi người một góc để có đủ chỗ cho cái việc tập thể dục nha bạn nào spread out thầy xin chúc mừng nha thầy sẽ qua câu số 39 các bạn những bạn báo cáo coming rồi uh, rằng đang đến rằng cái trận lũ lụt đó đã hit heavily area thì cứ có cái từ khu vực thì các bạn cứ chọn thầy một là sparely À, hai là populated nè à, ở đây thì các bạn chọn thầy cái từ populated các bạn nha rồi đây chính là đồng đúc các bạn ở trong miền nam của ấn độ nha rồi populated area nè rồi học thuộc các thầy nha những chữ đi đôi với nhau thì cái cặp vợ chồng này cuối cùng gì đó bởi chủ đất vì không trả tiền đây chính là câu về từ vựng các bạn rồi câu về từ vựng thì bạn có câu a là phá bỏ nhà Câu C là từ chối ý kiến, ý tưởng, lập luận vân vân. Còn câu D là sa là sơ tán các bạn. Rồi, vì động đất, hỏa hoạn, sơ tán. Còn bạn có câu B là đuổi khỏi nhà nha. Chữ này là đuổi khỏi nhà. Thầy sẽ qua câu 41 các bạn. Trời đang trở nên tối, vì vậy chúng tôi viết định để mà hết for home. Rồi, hết for home. Thì trong câu số 41 này, các bạn chọn cho thầy một cái tính từ mà nó đi với à một cái từ bổ nghĩa mà nó đi với cái tính từ là gradable là tính từ có cấp độ. Ba chữ này bổ nghĩa không cấp độ, chữ này bổ nghĩa tính từ có cấp độ. Thì 41 các bạn chọn câu D nha. Bạn nào câu D thầy xin chúc mừng nha. À, rất nhiều bạn chọn câu D nha. Ba cái tính từ này các bạn nó đi với tính từ incredible là hỏng cấp độ. Còn từ dark này các bạn có darker các bạn. Darker, darkest. Cái từ fairly này đi với credible. Câu số 42. Bạn sẽ phải gì đó cái jacket của bạn. À, khá là hot để mà lấy những cái vết. À, cái vết mà à, cào xước à, dơ ra khỏi nó. Có nghĩa rằng bạn đánh bóng, bạn trà, bạn vỗ vai, bạn đập đá, đập bể cái gì đó thành nho nhỏ. Thì trong câu này, bạn trà các bạn nha. Rồi, bạn trà nè. Ờ, để bạn lấy những cái vết uh, dơ ra khỏi cái jacket của mình là trà các bạn nha. Chúng ta đã xong cái review số 8 các bạn nha. Rồi, chúng ta đã xong cái review uh, số 8. Rồi, thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo nha. Chúc mừng bạn Thân Tôn, bạn Quỳnh Hương và bạn Phạm Max nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi, phần tiếp theo là chính cái bài cái bài photocopy about test các bạn nha.